Các bạn đang nghe truyện trùng sinh thường ngày tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 199, chỉ có ánh mắt không lừa được người. 3. Mã sự thành đi đến bên ngoài đại sảnh, lau khô, sau đó đến chỗ quạt sưởi lấy quần thể thao. Sau đó hắn phát hiện, chỗ quạt sưởi rỗng tuyết. Quần áo của hắn không cánh mà bay, họa tàu, quần áo của ta đâu, ai lấy quần áo của ta. Mã sự thành tức giận kêu lên. Bên cạnh, trung niên nam nhân đang mặc quần áo nói quần áo của ngươi để trên quạt sưởi sao bị lão nhân cầm đi lão nhân nào mã sự thành nhìn một vòng cũng không phát hiện người nọ chính là lão nhân ngực một đống lông đó hắn lấy quần áo trên quạt sưởi mặc vào rồi đi rồi đừng tìm ngươi tìm không thấy trung niên nam nhân nói mẹ nó mã sự thành phục còn có loại người này ngay cả quần áo thể thao của hắn cũng trộm quá là khó chịu, không còn quần áo, Mã Sự Thành chỉ có thể mặc áo khoác rồi vội vàng rời khỏi nhà tắm. Hắn đi trên đường, gió lạnh thổi, lạnh đến hắn rung lên, hắn nghĩ đến vị lão gia da lông tóc tràn đầy đó mặc quần áo của hắn, đi đi lại lại thân thể cọ sát quần áo của hắn, Mã Sự Thành muốn ói, hận ý, ghê tởm, ủy khuất, ngượng ngùng, nhiều loại cảm xúc luân chuyển ở trong đầu Mã Sự Thành. Giờ khắc này, Mã Sự Thành cảm thấy mình bị vũ nhục thứ ba, ngày 24 tháng 12. Giảng viên khóa học quách nhiễm giữ đúng lời hứa ngày hôm qua, tặng cho Tiết Nguyên Đồng rất nhiều đồ ăn vặt, có hồ đào pê can, xoài khô, dâu tây khô, khô bò. Tiết Nguyên Đồng rất là vui vẻ, bắt đầu từ tiết tự học buổi sáng, thỉnh thoảng nàng sẽ lấy một món ra ăn lén. Khương Ninh lấy một quả hồ đào pê can, hồ đào pê can vị bơ hương vị không tồi, ăn vào có chút ngọt, vị sốt giòn, tiểu bằng hữu rất thích ăn chỉ có một khuyết điểm duy nhất là không dễ lột vỏ nhưng quá giòn cho dù là hạch đào kiềm cũng dễ bị vỡ vụn khi lột ra tiết nguyên đồng tay không lột hai cái nhưng toàn nát nàng âm thầm phân cao thấp với hồ đào pê can nhất định phải lột ra nhân hoàn chỉnh khương ninh dùng linh lực du tẩu bên trong hồ đào pê can một vòng hoàng mỹ tróc vỏ hắn đưa nhân hoàn chỉnh đầy đặn tới trước mặt tiết nguyên đồng mỉm cười qua ngươi lột như thế nào Tiết Nguyên Đồng Kinh hỉ nói. Khương Ninh nói, rất đơn giản. Hắn lại lấy hồ đào tê can từ trong túi, làm mẫu một lần, một tay bẻ nhẹ, lặng lẽ vận dụng linh lực, nhân thoát xác mà ra. Tiết Nguyên Đồng nhìn không chớp mắt, cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ thần kỳ, nàng cảm thấy mình nhìn hiểu nhưng cũng nhìn không hiểu. Như vậy sao? Nàng nhéo hồ đào pê can, dùng sức, hồ đào pê can không nhúc nhích. Thấy nàng quẻ quải, Khương Ninh đưa hai nhân hồ đào pê can cho Tiết Nguyên Đồng, nói, muốn ăn thì nói, ta lột cho ngươi. Hàng phía trước, đang khải tùy nghe được động tĩnh, quay đầu, các ngươi đang làm cái gì, Khương Ninh chia sáu hồ đào pê can cho hắn, chúng ta đang lột cái này, ngươi chia cho Bạch Vũ Hạ một nửa. Đây là cái gì, hạch đào sao, đang khải tùy nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bích căn giá không rẻ, mấy chục khối một cân, rất nhiều người thành phố lớn có lẽ đều ăn ngán, cảm thấy này thứ này không có gì hiếm lạ. đời sau nó trở thành món ngon trên mạng nhưng trong thời kỳ này tiểu thành giống vũ châu đặc biệt là người xuất thân nông thôn như đan khải tuyền thì đúng là chưa từng ăn thậm chí chưa thấy giống như thịt heo khô thứ đồ ăn cực hot ở đời sau ở thời kỳ mua sắm qua mạng không thịnh hành như bây giờ thì không có mấy người từng ăn rất nhiều người lần đầu tiên ăn thịt heo khô thường thường đến từ người nổi tiếng hay cửa hàng nào đó đây là hồ đào Pê can nga nga đang Khải Tuyền không vội vã truy vấn mà chi hồ đào pê can cho Bạch Vũ Hạ, 6 quả, hắn cho Bạch Vũ Hạ 4 quả, để lại cho mình hai quả. Hắn nói với Bạch Vũ Hạ, Khương Ninh cho chúng ta. Lúc nói chuyện, hắn cố ý triển lãm hai quả hồ đào pê can trên tay, kỳ vọng nàng có thể chú ý tới tiểu tâm tư của mình, biết hắn nguyện chi phần lớn cho nàng. Bạch Vũ Hạ hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, hồ đào pê can nàng từng ăn, tuy rằng có chút ngại khó lột, bây giờ tiếp tự học không có việc gì, lột thì lột. Tiết Nguyên Đồng nói cho hai người bọn họ, Khương Ninh lột hồ đào pê can cực kỳ lợi hại. Nàng xòe lòng bàn tay, bên trong có quả hoàn chỉnh. Đang Khải Tuyền không cảm thấy có cái gì nhưng Bạch Vũ Hạ nhìn quả, có chút hâm mộ, hoàn chỉnh như vậy, một mụn ăn chắc chắn cực kỳ ngon. Đáng tiếc nàng lột không đến trình độ này. Cái này lột thật tốt, chỉ là độ khó rất cao. Bạch Vũ Hạ nói. Ha ha ha, đây là Khương Ninh lột, hắn cực kỳ lợi hại dễ dàng lột ra tiết nguyên đồng khoe đan khải tuyền nghe xong buộc miệng thốt ra bạch vũ hạ ta lột cho ngươi hắn tóm một cái hồ đào pê can lột nhưng mà đan khải tuyền lần đầu tiên ăn hồ đào pê can hơn nửa nóng vội quả nhân vỡ thành từng khối từng khối hắn cảm thấy mất mặt lại tiếp tục lột quả thứ hai lần này cẩn thận hơn rất nhiều nhưng mà vẫn nát hai góc đan khải tuyền lòng cũng nát đau vì mất cơ hội biểu hiện thất vọng hắn bất đắc dĩ ăn một quả phát hiện rất ngon tâm tình lại khá hơn nhiều giữa trưa tiết nguyên đồng đề nghị khương ninh hôm nay bên ngoài quá lạnh chúng ta không về nhà nấu cơm ở bên ngoài ăn cơm đúng là rất lạnh nàng bổ sung khương ninh liếc xéo nàng cảm thấy mình đã bị coi thường hắn dùng pháp lực liên tục cung ấm cho tiết nguyên đồng lấy trình độ khống chế pháp lực của hắn lạnh tuyệt không có chuyện đó ngươi lạnh ngươi lười thì đúng hơn hắn nói tiết nguyên đồng giảo biện ta không có ta lạnh thật đừng nói nữa mau đi ăn cơm đi được đi khương ninh dẫn tiết nguyên đồng đi vào tiệm cơm lần trước không giống như trước đây bây giờ cửa tiệm cơm bày một cái thực đơn trên đó giấy trắng chữ đen viết hai món chay hai mặn tám đồng bà chủ đứng bên cạnh thực đơn làm đồ ăn Nhìn thấy hai người Khương Ninh, nàng cười hỏi hôm nay bọn họ ăn cái gì. Tuy ngày thường Khương Ninh tới không nhiều lắm, bà chủ lại nhớ rõ hai người, nam sinh đẹp trai, nữ hài đáng yêu, mỗi lần gọi đồ ăn giá tương đối cao. Khương Ninh không định ăn cơm hộp, hắn ăn cơm hộp rất nhiều năm, bây giờ điều kiện tốt hơn, có thể thăng cấp một chút. Tiết Nguyên đồng túng túng ống tay áo hắn, "Khương Ninh, chúng ta ăn cơm hộp đi. Ba ngày nàng ăn quá nhiều, không đói bụng." bà chủ, hai phần cơm hộp. Khương Ninh nói. Ân, các ngươi xem chọn cái gì? Hai người chọn món xong, đi vào trong tiệm ăn cơm. Đoàn người mã sự thành khoan thai tới muộn, gần đây bà chủ đưa ra cơm hộp, bọn họ tới càng nhiều, gần như mỗi ngày tới ăn, có thể nói là khách quen. Tuy nói đi nhà ăn trường học càng thuận tiện hơn nhưng cơm nhà ăn tứ trung không thể ăn. Nhà ăn là một đại lão bản bao, không giống như là nhà ăn đại học, có các loại cửa hàng đồ ăn ngon cạnh tranh lẫn nhau bách gia tề phóng nhà ăn tứ trung không có đối thủ cạnh tranh chỉ có một nhà ăn lớn cho dù làm thành như thế nào thì cũng có học sinh ăn làm ăn cũng tốt cho nên cũng không chú trọng hương vị trước kia mã sự thành đi ra ngoài ăn cơm đều sợ mắt bây giờ bà chủ đẩy ra cơm hộp tốn ít tiền ăn được nhiều quả là quá lợi ích thực tế mã sự thành và bọn người đang khải tuyền quách không nam nhìn thấy khương ninh chào hỏi sau đó bọn họ lấy cơm đi vào mã sự thành thấy hôm nay khương ninh lại ăn cơm hộp có chút ngoài ý muốn hắn gặp khương ninh bên này vài lần mỗi lần hắn đều ăn rau xào với tiết nguyên đồng tiết nguyên đồng và khương ninh ngồi mặt đối mặt nàng ăn được một nửa thì không ăn nữa không xong buổi sáng ăn vặt quá nhiều tiết nguyên đồng nói thầm nàng không có thói quen lãng phí đồ ăn ăn không hết cũng phải cố ăn ăn từng miếng từng miếng cơm nhỏ Lúc này, Hương Ninh đã ăn xong. Tiết Nguyên Đồng còn đang ăn. Nàng ăn một mụn, ngẩng đầu, vô cùng đáng thương nhìn Khương Ninh, hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Khương Ninh trong lòng buồn cười, cố ý tránh đi ánh mắt nàng, nhìn về phía mấy người Mã Sự Thành đang nói chuyện phím, tựa như là đang nói chuyện đêm bình an bọn họ sẽ mua quà gì. Tiết Nguyên Đồng thấy Khương Ninh không nhìn nàng, nàng buồn rầu nuốt mấy miệng cơm, thật sự ăn không vô nữa, phẩm đức tốt đẹp khiến cho nàng cũng không muốn lãng phí lương thực nàng hạ quyết tâm, giống như trước đây khi ăn cơm với mụ mụ, đẩy cơm về phía Khương Ninh. Tiết Nguyên Đồng ngẩn mặt, dùng khẩu khí kiêu ngạo nhất nói, hừ, Khương Ninh, chắc chắn ngươi chưa ăn no chứ, vì không cho khiến cho buổi chiều ngươi bị đói, ta chia cơm cho ngươi. Khương Ninh quay đầu, ánh mắt dời về phía Tiết Nguyên Đồng, nàng vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra một gương mặt nhỏ tinh xảo, đôi mắt đẹp mang theo kiều ý, môi mấp máy. Khương Ninh nhìn chầm chầm môi nàng, nó hấp dẫn hơn bất kỳ đôi môi son phấn nào mà hắn từng gặp. Khương Ninh cố ý nói, như vậy có được không, ăn một nửa rồi mới cho ta, bên trong không có nước bọt đó chứ, tiết nguyên đồng một giây phá phòng, rủ đầu, ăn đi, nói nhiều như vậy làm gì, Khương Ninh thở dài, bắt đầu ăn. Buổi chiều, tiết lịch sử. Giảng viên lịch sử Lương Tuân, hơn 50 tuổi, đeo kính đen, thân hình ngay ngắn, quần áo lão khí, nhìn giống đồ cổ nhưng ở phương diện nào đó hắn lại thường xuyên ngữ ra kinh người dỗi thiên dỗi địa khi hắn giảng bài mã sự thành đang chơi trò chơi dưới bàn học lương tuân đứng ở trên bục giảng nhìn thấy rõ ràng hắn chú ý mã sự thành thật lâu nhìn vài lần hắn vốn không muốn quản nhưng mã sự thành chơi trò chơi quá kiêu ngạo không chỉ chơi game còn dẫn theo vương long long bên cạnh xem mua một tặng một sao như vậy được sao nào có đồng học như vậy lương tuân nhịn không nổi khinh người quá đáng quả là không coi giảng viên lịch sử ta ra gì mã sự thành một lòng chơi trò chơi không hỏi chuyện lớp học nhập học sắp một học kỳ bọn học sinh cũng hiểu rõ tính cách giảng viên các khoa tiết của giảng viên nào cần nghiêm túc tiết của giảng viên nào có thể chơi bọn họ đều biết mà giảng viên lịch sử lương tuân thì thuộc về danh sách giảng viên yếu đuối dễ khi dễ dù sao sau này mã sự thành chọn khoa hắn chọn khoa học tự nhiên lịch sử gì đó không có liên quan đến hắn chơi là được rồi mã sự thành lại chơi một ván lương tuân biểu cảm thay đổi không nói một lời nhìn chằm chằm mã sự thành bạn học trong lớp chú ý tới vẻ mặt của hắn dọc theo ánh mắt hắn nhìn lại vì thế nhìn thấy mã sự thành vùi đầu chơi game vương long long chọc chọc mã sự thành mã sự thành theo bản năng nhanh chóng đè di động xuống ngẩng đầu nhìn lại Giảng viên lịch sử Lương Tuân cất cao giọng nói, "Ta không hiểu được, tại sao có học sinh thích chơi trò chơi, còn thích chơi trò chơi trong lớp học, người về nhà chơi trò chơi không được sao?" Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Mã Sự Thành thầm nghĩ, đi học thì phải chơi trò chơi, đi học chơi trò chơi quá kích thích. Không đi học, chơi trò chơi không có mùi vị đó. Lương Tuân giận nói, "Chơi trò chơi, bây giờ học sinh đều chơi nghiện." mã sự thành trong lòng nói thầm ngươi hiểu cái rắm trò chơi chơi rất vui chỉ có người chơi mới biết đám đồ cổ cứng nhắc các ngươi không biết chờ sau này ta trưởng thành nhất định phải chứng minh cho trò chơi đương nhiên những lời này mã sự thành tuyệt đối không dám nói trước mặt lương tuân nếu không chắc chắn sẽ bị phê bình lương tuân vốn dĩ đang giảng bài bị mã sự thành làm mất hứng thú không muốn nói hắn bắt đầu phê bình trò chơi ngươi xem những tiệm nét bên ngoài Học sinh trong đó, đánh cái gì xuyên qua hỏa tuyến, anh hùng Liên Minh, có cái gì hay đều trúng độc, có khi chơi cả đêm, không chơi game Trần Kim nhảy ra phụ họa, lão sư, quá đúng, đó là bao đêm, cả đêm 10 đồng tiền. Đổng Thanh Phong ngồi bên cạnh nhìn Trần Kim, có chút cạn lời. Đổng Thanh Phong thành tích không tồi, ngày thường hắn rất mê chơi trò chơi, lúc trước học tiếng Anh chính là vì chơi game, có thể nói trò chơi khiến cho hắn đam mê tiếng Anh, hết cách rất nhiều trò chơi không có tiếng Trung, chỉ có tiếng Anh. Đối với trò chơi, hắn nghĩ như thế này, có lợi mà cũng có hại, nếu không chơi trò chơi, lỡ như đi làm chuyện càng nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Ví dụ như là đánh nhau ẩu đả. Nhưng Đổng Thanh Phong không đứng ra phản bác, nhìn dáng vẻ giảng viên lịch sử, thành kiến với trò chơi của hắn đã ăn sâu bén rễ đến tận xương tủy. Lương Tuân nói, ta có cháu trai, hắn thích chơi game, chơi cái trò xuyên qua hỏa tuyến đó một lần chơi có thể chơi ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi đánh âm hưởng vang bang bang đầu còn lắc qua lắc lại theo màn hình nhân tài như vậy ngươi chơi trò chơi gì chứ ngươi nên đi tham gia quân ngũ mã sự thành ngươi chơi trò chơi hay như vậy nếu không sau này cũng đi tham gia quân ngũ đi ngươi ở lại đây học có thể nói là nhân tài không được trọng dụng bạn học trong lớp cười lên ha hả mã sự thành cũng không tức giận hắn tán đồng nói thầy nói hay lắm ta đánh xuyên qua hỏa tuyến cho dù là đơn binh tác chiến hay là đoàn đội tác chiến kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú người tuệ nhãn thức châu buổi chiều tiết cuối cùng Đan Khải Tuyền dựa theo phương pháp học tập học được trên mạng ngày hôm qua gọi là phương pháp xây dựng thư viện trong đầu học cả ngày người sắp tê rần cái gì cũng không học được hắn cũng nhận ra không đúng rơi vào đường cùng Đan Khải Tuyền lại tìm Khương Ninh muốn đề cao thành tích chỉ có thể dựa vào nỗ lực sao không có đường tắt Cương Ninh lại nói với hắn Đang khải tuyền quá mệt Hắn cảm thấy mình gánh nặng đường xa Buổi chiều Sau khi hết tiết này Đang khải tuyền chạy đi tìm mấy người mã sự thành Cương Ninh bày pháp trận giữ ấm cho tiết nguyên đồng xong Đang chuẩn bị ra cửa Từ khi khai giảng đến bây giờ Mỗi lần buổi chiều tan học thì đều là hắn đi ra ngoài mua cơm Sau đó đem một phần về cho tiết nguyên đồng Nàng cực kỳ lười Cương Ninh đi Chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn Tiết Nguyên Đồng cực kỳ hiếm thấy khởi động cánh tay, từ bàn học đứng dậy. Nha, nay Tiết Lão Gia muốn cải trang vi hành. Cương Ninh treo đùa. Tiết Nguyên Đồng giảng eo lười, cánh tay nhỏ duỗi thẳng một chút, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Cương Ninh hóa giải pháp trận, theo nàng rời khỏi phòng học. Bên ngoài vẫn trời giá rét, chỉ có một điểm khác với bình thường là trên tay các học sinh sách theo một ít hộp quà, trên mặt cười tươi. Hôm nay là đêm bình an vừa đến cổng trường chỉ thấy siêu thị nhỏ hai bên đường phố đều có cây thông noel trên cây treo đèn màu vàng một đường kéo dài đi ra ngoài trang trí toàn bộ con phố đặc biệt là cửa siêu thị nhỏ tên dục tài bày một cây thông noel thật lớn ánh đèn cực kỳ dễ thấy sáng nhất toàn phố trước cây thông noel bày rất nhiều sọc trắng bên trong để quả táo quả cam rất nhiều học sinh vây quanh cửa tiệm dò hỏi giá lựa chọn xong lại dùng hộp quà gói lại đưa cho bạn hoặc là người thích, thậm chí người yêu thầm. Khương Ninh mua cơm xong, Tiết Nguyên Đồng dẫn hắn đi siêu thị dục tài. Lớp thực nghiệm 1, Ngụy Tu Viễn đứng trước sọc trái cây, biểu cảm đắc ý, siêu thị dục tài là nhà hắn mở, mua cây thông Noel lớn là chủ ý của hắn. Tuy rằng cây thông Noel tốn không ít tiền nhưng hiệu quả không tồi, hấp dẫn không ít học sinh, bán rất nhiều trái cây. Tiết Nguyên Đồng đi tới trước sọc trái cây, chọn một quả táo tự tay dùng hộp quà gói lại sau đó nàng nâng hộp quà khương ninh tặng cho ngươi khương ninh cười ha hả cầm lấy chẳng trách hôm nay tiết nguyên đồng ra cửa hóa ra muốn tặng quà cho hắn hắn cũng mua một quả táo sau đó lại bỏ thêm một quả cam tặng cho tiết nguyên đồng tiết nguyên đồng tươi cười rạng rỡ khương ninh lại mua thêm mấy trái táo đóng gói xong đi đến phòng học lúc này phòng học náo nhiệt lên các bạn học tặng táo cho nhau không khí vui tươi tràn ngập phòng học. Trần Tư Tình từ bên ngoài đi vào, nàng mặc áo lông vũ màu lam nhạt, trong tay cầm mấy hộp quà, đầu tiên là cho mấy người Bạch Vũ Hạ, sau đó đi đến chỗ Khương Ninh. Nàng đưa qua hộp quà nói, Khương Ninh, là bạn học cùng lớp, cũng coi như duyên phận, chúc vui vẻ, bạn cùng lớp, ai cùng lớp với ngươi, lại đổi với em gái ngươi ra gạt người đúng không, nhưng mà Khương Ninh cũng không bóc trần nàng, nhận hộp quà sau đó lại lễ thượng vãng lai, like, tặng nàng một hộp quà. Đang Khải Tuyền cầm túi đi vào phòng học, Khương Ninh chú ý, ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn Bạch Vũ Hạ. Đúng vậy, mỗi lần Đang Khải Tuyền vào phòng học thì luôn nhìn Bạch Vũ Hạ trước, cho dù là nhìn nhau thì cũng không dám. Vì che giấu lòng muôn giả dạ thú, Đang Khải Tuyền bỏ vốn to 30 đồng, mua 6 cái hộp quà chưa táo, hắn tặng quà cho bạn trước sau đó tặng cho Bạch Vũ Hạ thì sẽ không bị hoài nghi. Vì thế Đang Khải Tuyền cực kỳ đau lòng, đau đến sắp đổ máu, đêm bình an táo quá mắt, hắn vốn chỉ có chừng 100 phí sinh hoạt, hôm trước tốn 35 đồng mua găng giữ ấm, hôm nay lại mua táo hết 30 đồng, của cải bị đào rỗng. Sau này mấy ngày, chỉ có thể ăn màn thầu với lão mẹ nuôi. Đang khải tuyền chạy đến hàng sau, móc hộp quà từ trong túi ra, đưa cho mấy người mã sự thành, quách khung nam. Các học sinh trong lớp thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới khải tuyền lại có lương tâm như thế, đêm bình an còn tặng táo cho bọn họ, có lòng, đúng là hảo huynh đệ, có mấy người trong bọn họ đúng là không có chuẩn bị quà mã sự thành nghĩ nghĩ sau đó móc ra một hộp kẹo an pơ xé ra chia cho mấy người quách khung nam vương long long hồ quân vương long long đang muốn xé ra ăn mã sự thành vỗ vỗ hắn nói ăn cái gì đừng ăn ta cho các ngươi kẹo là muốn cho các ngươi đáp lễ khải tuyền tuyền ca đừng ghét bỏ lễ khinh tình ý trọng hắn đưa kẹo cho quách khung nam sau đó thúc giục mấy người nhanh đưa vì thế ba người vương long long cầm kẹo cầm còn chưa ấm tay đã phải đưa cho đan khải tuyền cực kỳ có nghi thức tuyền ca bình bình an an tuyền ca đại các đại lợi tuyền ca tâm tưởng sự thành đan khải tuyền dùng táo tổng giá trị 20 đồng đổi lấy kẹo không đáng giá hai đồng mã sự thành mở hộp quà ra móc táo từ bên trong ra dùng tay chà sát rắc cắn một mụn ngọt ngọt quá tuyền ca không ngờ được là hôm nay ngươi hào phóng như vậy đủ huynh đệ các ngươi nhìn ta làm gì đây là tâm ý của tuyền ca, ăn, ăn đi. Mã sự thành hàm hồ nói, tôn trọng lễ vật của người khác chính là món quà đáp lễ tốt nhất. Rất nhiều người nhận được táo đêm bình an, không nỡ ăn, cuối cùng đều hỏng rồi. Ba người cùng nhau móc táo từ hộp ra, ăn ngay trước mặt Đan Khải Tuyền, rắc rắc. Đan Khải Tuyền nhìn một màn này, chỉ cảm thấy không hợp nhau. Tiếng, rắc thanh, lọt vào tai, hắn rất không vui. Tuy rằng quá trình tặng quà cho bạn tốt không thuận lợi như Đan Khải Tuyền dự đoán, cũng may hắn thành công tặng đợt quà đầu tiên. Như vậy hắn cũng xây xong thành lũy che chắn cho đợt quà thứ hai sẽ không bị người ta nói hắn chỉ tặng quà cho một mình Bạch Vũ Hạ. Khổ rồi mới có ngọt, sinh hoạt luôn là như thế. Đang Khải Tuyền trấn an mình, hắn xách theo hộp quà màu đỏ đi đến hàng đầu. Sau đó hắn nhìn thấy Bạch Vũ Hạ và mấy người Trần Kim, động thanh phong trao đổi hộp quà trong lòng đang khải tuyền, lột bột, lại, xôn xao, một chút, sắc mặt lập tức thay đổi, giống như biến sắc mặt trong tịch xuyên, có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Bạch Vũ Hạ và nam sinh khác trao đổi hộp quà có phải là nàng có người thích rồi hay không? Nếu nàng có người thích, ta nên làm cái gì bây giờ? Đang khải tuyền vô cùng rối rắm, hắn quá sợ Bạch Vũ Hạ thích người khác, như vậy hắn sẽ sống không nổi. Đang khải tuyền thất hồn lạc phách trở về hàng sau, ánh mắt đen tối, giống như đang đi ở ven đường bỗng nhiên bị người đạp một cái. Hắn đi đến hàng phía sau, Mã Sự Thành nhìn thấy sắc mặt hắn có chút không bình thường, quan tâm nói, tuyền ca ngươi sao vậy, đang khải tuyền cố nặng ra vẻ tươi cười, ta không sao, chính là vừa rồi có người bạn gửi tin cho ta, hắn nói hắn thích một nữ sinh có bạn trai, không biết có nên tiếp tục hay không. Quách khôn nam nói, như vậy không tốt lắm đâu, người ta có bạn trai, có chút không đạo đức. Đáp án này rõ ràng không phải là đáp án mà đang khải tuyền muốn vương long long đúng lúc nói tiếp sợ cái gì nàng không bạn trai ngươi phải cạnh tranh với một đống nam nhân nàng có bạn trai ngươi chỉ cần cạnh tranh với một nam nhân giúp ta nói cho người bạn đó của ngươi tranh đan khải tuyền vừa nghe đầu tiên là cảm thấy không đúng nhưng nghĩ kỹ lại lại cảm thấy có vài phần đạo lý tâm tình hắn giống như tàu lượng siêu tốc tốt lên một chút cảm ơn long ca lát nữa ta gửi quy quy nói cho hắn đan khải tuyền ở hàng phía sau được ủng hộ sau đó lại đề thăng sĩ khí, trở về hàng trước. Lúc này Bạch Vũ Hạ đã tặng quà xong, đang định ngồi. Đang Khải Tuyền nhìn thấy mấy hộp quà trên bàn Bạch Vũ Hạ, trong lòng nghĩ, vừa rồi nàng tặng quà cho Đổng Thanh Phong và Trần Kim, lẽ nào sẽ tặng ta một cái, ta ngồi cùng bàn với nàng, sẽ chứ, nếu nàng tặng quà cho ta, ta nên nói như thế nào đâu, lòng mang tâm tư đó, Đang Khải Tuyền đi đến chỗ ngồi, hắn nhìn Khương Ninh ở hàng phía sau, gật gật đầu với hắn, sau đó Đan Khải Tuyền lấy hết can đảm, dũng cảm chạm vào Bạch Vũ Hạ một chút, nói, bạn cùng bàn, đêm bình an vui sướng, Bạch Vũ Hạ nghiêng đầu. Đan Khải Tuyền cảm thấy góc nghiêng của nàng thật là đẹp, nếu có thể làm bạn gái mình thì tốt rồi, nói ra chắc chắn rất có mặt mũi. Bạch Vũ Hạ do dự một chút, cầm hộp quà. Đan Khải Tuyền trong lòng mừng như điên, nàng nhận, nàng nhận. Trước cuộc nàng nhận quà ta tặng, hắn thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, trên bàn Bạch Vũ Hạ còn có mấy hộp quà, chắc chắn nàng sẽ đáp lễ, nàng sẽ tặng quà cho ta. Lúc này, Bạch Vũ Hạ xin lỗi, ngượng ngùng, Đan Khải Tuyền, cái này đều là quà người khác tặng, không thể đáp lễ ngươi. Bạch Vũ Hạ chuẩn bị quà đêm bình an cho mấy người Trần Kim, chỉ có không có phần của Đan Khải Tuyền hắn, Đan Khải Tuyền nghe xong, cố nén tâm tình chua xót, tươi cười, hào phóng nói, không sao, lần sau ngươi đừng quên là được hắn có chút mất mát. Bạch Vũ Hạ nói, ân ân, đang khải tuyền ngươi thật tốt. Đan khải tuyền giống như tiểu hài tử được thưởng, theo một câu khen của Bạch Vũ Hạ, tâm tình mất mát trở nên vui vẻ, nàng nói chúng ta thật tốt, Khương Ninh ngồi ở chỗ ngồi, liếc hắn. Tiết Nguyên đồng ngồi sát bên cạnh Khương Ninh, cùng Khương Ninh nhìn hắn. Về sau mỗi ngày ta đều sẽ tặng quà cho ngươi, lời này có chút ái muội. Bạch Vũ Hạ nhíu mày lại, nàng có chút phản cảm. Cùng lúc đó, nàng cũng nhận ra được đan khải tuyền có chút ý khác với nàng trước đó đệm găng tay không một cái nào không cho thấy đan khải tuyền đối xử với nàng quá tốt nhưng đối phương không thổ lộ nàng cũng không xác định đối phương có thích nàng hay không nếu đan khải tuyền thổ lộ chắc chắn nàng sẽ hung hăng cự tuyệt bạch vũ hạ cao trung chỉ muốn học thi đậu một đại học tốt trở thành nhân tài xã hội như ba mẹ bạch vũ hạ dứt khoát nói sau này không cần tặng quà đang Khải Tuyền chỉ cho là Bạch Vũ Hạ ngượng ngùng, hắn không nhắc lại, trong lòng âm thầm tính toán, sau này mỗi ngày sẽ tặng quà cho Bạch Vũ Hạ. Không chỉ tặng quà, ngày thường cũng có thể tặng cho nàng, không có cơ hội cũng có thể sáng tạo cơ hội, ví dụ như là bây giờ thời tiết lạnh như vậy, có thể mua chút sữa bò nóng cho nàng. Đang Khải Tuyền sờ sờ túi, bây giờ mới thứ ba, hắn chỉ còn 20 đồng tiền, còn có 3 ngày. Tháng này đã chi tiêu vượt mức, sắp cuối tháng, còn phải nạp tiền điện thoại cho di động, điện thoại hắn thuê mỗi tháng 30 đồng, bây giờ đã thiếu phí, chỉ dựa vào 20 đồng tín dụng, nếu không nạp phí, đến lúc đó coi như khỏi xài. Tháng này còn 3 ngày, hắn chỉ có thể ăn màn thầu với tương ớt. Đang Khải Tuyền cảm thấy cuộc sống quá gian nan, nhưng hắn vẫn muốn mua sữa bò nóng cho Bạch Vũ Hạ, hắn nghĩ có thể mượn chút hay không, tỉ như đi tìm mấy người quách Khôn Nam, Mã Sự Thành. Chợt hắn phủ định cái ý nghĩ này, Mã Sự thành chơi game nạp tiền, trên tay không có bao nhiêu, Quách Không Nam cũng y như hắn, nghèo, hơn nữa hắn còn nghĩ hai ngày tiếp theo có thể ăn ké Quách Không Nam hay không. Hắn suy tính một lượt, cuối cùng chọn hai người, Hoàng Trung Phi và Khương Ninh. Hoàng Trung Phi là lớp trưởng, làm người trượng nghĩa, nói chuyện làm việc cực kỳ đáng tin cậy, bạn học trong lớp khó khăn, hắn sẽ hỗ trợ. Đáng tiếc là Đang Khải Tuyền không thân với Hoàng Trung Phi, không biết hắn kính miệng hay không hắn không muốn chuyện mình vay tiền bị người khác biết, như vậy sẽ tổn hại hình tượng hắn. Đang khải tuyền gia cảnh bình thường, mỗi năm lớp có trợ cấp cho học sinh nghèo, nếu hắn xin thì có cơ hội xin được, nhưng hắn chưa bao giờ xin, bởi vì hắn cảm thấy như vậy mất mặt. Trừ Hoàng Trung Phi ra, Đang khải tuyền chọn Khương Ninh. Khương Ninh dùng iPhone 5S, còn là bản mắt Option, ngày thường hắn và Tiết Nguyên đồng ra ngoài ăn cơm, một lần gọi món ăn tốn 6-7 chục, chắc chắn có tiền hơn nữa khương ninh làm người được lần trước quách khôn nam khó khăn cũng là khương ninh cho tiền bây giờ hắn ngồi trước bàn khương ninh cũng coi như bạn cùng bàn mượn tiền hẳn là không có vấn đề gì vì thế sau khi hết tiết đầu tiên đan khải tuyền kêu khương ninh khương ninh theo hắn đi ra hoa viên nhỏ bên ngoài phòng học hắn nhìn đan khải tuyền nói nói đi chuyện gì đan khải tuyền cười nói khương ninh ngươi có tiền không cho ta mượn một chút Lời này không ngoài dự kiến của Khương Ninh, đối phương kêu hắn ra, chỉ có chuyện này thôi. Muốn bao nhiêu? Một chút tiền trinh Khương Ninh không ngại, nhưng mà hắn cho mượn tiền có nguyên tắc, nếu lần đầu tiên mượn tiền không trả, như vậy lần sau hắn sẽ không cho mượn. 50 đi, cuối tuần có tiền trả lại ngươi. Đan Khải Tuyền nói, 50 đồng, thêm hắn dư lại 20, nếu tiết kiệm một chút là có thể nạp tiền điện thoại và mua mua sữa bò nóng cho Bạch Vũ Hạ. Khương Ninh đưa tay vào túi, Lấy ví tiền ra, mở ra, bên trong vừa khéo có một tờ 50. "Cầm đi." Hắn nói, 50 đồng đối với hắn đúng là không đáng nhắc tới. Đang Khải Tuyền nhận tiền, cảm tạ, trong lòng hắn đánh giá Khương Ninh cao lên, người này không tệ, chơi cũng được, nếu sau này đối phương gặp chuyện, chắc chắn hắn sẽ hỗ trợ. Mượn được tiền, Đang Khải Tuyền cười dặn dò, "Khương Ninh, ta vay tiền ngươi, ngươi đừng nói ra, nói chúng ta ra ngoài nói chuyện phiếm." cảm ơn huynh đệ hắn sợ khương ninh nói ra bạch vũ hạ nghe được sẽ ảnh hưởng hình tượng hắn trong lòng đối phương không thành vấn đề khương ninh nói chuyện đan khải tuyền làm trong mấy ngày này hắn biết hết biết đối phương đang cố kỵ cái gì hắn sẽ giữ bí mật cho đối phương chỉ là khương ninh cảm thấy rõ ràng bạch vũ hạ không thích đan khải tuyền hắn giáng lên như vậy đại khái sẽ không có kết cục tốt bạch vũ hạ tướng mạo tốt gia đình không tồi Thành tích cũng được, lần trước thi tháng được tốt 100, sau này nếu cố gắng nữa, tương lai có thể thi đại học 211. Đó không phải mấu chốt, không có liên quan đến yêu, cũng có rất nhiều nữ sinh thành tích cốt thích nam sinh thành tích kém. Vấn đề chủ yếu là Bạch Vũ Hạ là người có chủ kiến, mục tiêu cuộc sống rất rõ ràng, nàng thành thục hơn nam sinh cùng tuổi rất nhiều, cho nên đang khải tuyền có chút khó. Chỉ là Khương Ninh cũng không nói thêm cái gì, không tới phiên hắn khuyên hơn nữa cũng vô dụng. Mọi người có câu nói, nữ sinh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, mười con trâu cũng kéo không được, nhưng mà trên thực tế nam sinh cũng là như thế, khuyên không được, chỉ có đau mới biết được. Đang Khải Tuyền thấy Khương Ninh đồng ý, tâm tình hắn rất tốt, cầm 50 đồng, khói mù trở thành hư không, hắn có tiền, lại có thể sống. Khương Ninh trở lại phòng học, Dương Thánh theo lối đi nhỏ đi qua, nàng vẫn mang giày thể thao với quần vận động, trang điểm giống như nam sinh sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt đại khí, mặt mày có anh khí như nữ hiệp thời cổ. Trong tay Dương Thánh cầm bao ni lông, khi đi qua bên này, nàng nói, Khương Ninh, khóa thể dục tháng này, đánh bóng bàn không? Khương Ninh nói, ngươi thắng được tiết nguyên đồng rồi hãy chơi với ta. Dương Thánh vừa nghe lời này, cảm thấy bị coi thường, sao, ngươi là bót trong trò chơi sao, còn có tiểu quái trong cửa, tiết nguyên đồng vừa nghe, thở phì phì trừng mắt nhìn nàng, lại so sánh nàng với tiểu quái được, chờ đến tiết thể dục, ta đánh tiết nguyên đồng trước, sau đó lại thắng ngươi. Dương Thánh chưa bao giờ sợ, người trong nhà nàng cũng làm việc liên quan đến thể dục. Từ nhỏ nàng tiếp xúc các hạng vận động, 16 tuổi, các phương diện phản ứng nhanh nhạy hơn cả người trưởng thành, nàng đánh bóng bàn tiêu chuẩn cực kỳ cao. Tiết nguyên đồng nhỏ như vậy, Dương Thánh cũng không đặt ở trong mắt. Dương Thánh cầm bao ni lông đi ra sau phòng học, trong bao ni lông là rác rưởi, ngày thường nàng treo bao ni lông ở cạnh bàn có rác thì ném vào bên trong chờ đến đầy trực tiếp đi đổ là được so với mỗi ngày đều chạy đi vứt rác thì tiện hơn nhiều dương thánh đi đến phía sau cách thùng rác còn có vài mét nàng cuộn túi lại hôm nay trong bao ni lông có vỏ cam có chút trọng lượng có thể ném mạnh nếu cách rất xa quăng vào rất có cảm giác thành tựu nàng nắm túi đựng rác làm bộ muốn ném tứ đại vương tọa chi nhất Mã sự thành chơi trò chơi mệt, ngẩng đầu nghỉ ngơi, vừa lúc nhìn thấy cảnh này, hắn đầu tiên là sửng sốt. Chợt biết nàng muốn làm gì, mã sự thành vốn có thù với Dương Thánh, một lần tranh luận về xăm mình, một lần chơi ném tuyết, hắn bị Dương Thánh nét mặt đỏ lên. Hắn là nam nhân, kết quả không thể chiếm được ưu thế, quá mất mặt. Hôm nay nhìn thấy Dương Thánh vứt rác, mã sự thành nâng cánh tay lên, Dương Cao, ở bên kia vỗ tay, phanh phanh phanh, hô to các huynh đệ mau xem mau xem dương thánh lớp chúng ta rất không tệ thần thủ hàng phía sau mấy nam sinh bị hắn hấp sôi nổi nhìn về phía dương thánh dương thánh dừng động tác lại không khách khí nói mã sự thành ngươi tìm việc đúng không ta ném rác liên quan gì đến ngươi mã sự thành gian tay ra ta không gây chuyện với ngươi ta chỉ muốn cho mọi người xem ngươi ném chuẩn hay không ta lần đầu thấy nữ sinh vứt rác như vậy chắc chắn ngươi rất lợi hại chứ quá trâu bò ngươi có thể đi chơi bóng rổ. Hắn nắm lấy cơ hội khen Dương Thánh, như vậy đợi lát nữa nàng không ném vào, lại hung hăng dẫm nàng, Dương Thánh nhìn dáng vẻ mã sự thành, dù sao chuẩn hơn ngươi. Thiệt hay giả, ta không tin. Mã sự thành nói, Dương Thánh đứng ở chỗ phòng học, cách thùng rác khoảng 5 mét. Hơn nửa thùng rác lớn trong lớp được đậy nắp, chỉ có hai cái sọc rác nhỏ, quăng vào cực kỳ khó, mã sự thành tự hỏi, hắn chỉ có không đến hai thành nắm chắc, huống chi nữ sinh. Dương Thánh cười ha hả hai tiếng, nếu như ta ném vào thì sao? Cái sọc nhỏ đó. Nàng chỉ vào cái sọc rác màu đỏ. Có dám đánh cuộc hay không? Nàng khiêu khích nói. Ngươi. Nếu như ngươi quăng vào, ta ăn rác ngay trước mặt các bạn học. Mã sự thành thinh thường nói, Dương Thánh ném không phải bóng nhỏ mà là túi đựng rác, sao có thể ném vào? Bên cạnh, mấy người quách khôn nam cười lên tiếng, Hi hi ha ha xem náo nhiệt. Dương Thánh thầm nghĩ trong lớp còn có người tài giỏi như thế, nàng ném túi rác trong tay ra, túi rác xẹt qua tạo thành một đường parabol, dưới ánh nhìn chăm chú của Mã Sự Thành, tinh chuẩn rơi vào sọc rác màu đỏ, sau đó còn hơi dao động, cuối cùng vững vàng dừng ở trong đó. Dương Thánh chỉ vào thùng rác, nói với Mã Sự Thành, ngươi vớt ra ăn đi, nếu ngươi không ăn, ta khinh thường ngươi, tiết tự học buổi tối kết thúc. Quách Khôn Nam kêu đang Khải Tuyền đi ra ngoài mua đồ ăn. Đang Khải Tuyền động tâm, hắn hơi đói, nhưng mà hắn vẫn cự tuyệt, hắn không có nhiều tiền, không thể tiêu bậy. Quách Khôn Nam nhìn hắn, làm bạn tốt, chuyện Đang Khải Tuyền hắn biết rõ. Gần đây vì theo đuổi Bạch Vũ Hạ, tốn nhiều tiền như vậy, đúng là ngu xuẩn. Hắn nói với Đang Khải Tuyền nhưng đối phương không nghe. Hắn cảm thấy Khải Tuyền có chút mê muội. Được rồi, ta mời ngươi cái bánh trứng đi. Quách Khôn Nam mềm lòng nói bằng không chắc chắn buổi tối đan khải tuyền sẽ kêu đói đan khải tuyền nghe xong ông lấy cổ hắn vẫn là nam ca ngươi đủ huynh đệ không cần ngày mùa đông hai người kề vai sát cánh ra trường khương ninh lấy xe đạp địa hình một đạo pháp quyết đánh lên làm xe nóng lên hắn và tiết nguyên đồng đi đến ngoài cổng trường tiết nguyên đồng một đường an an ổn ổn đi theo sao hôm nay ngươi không đi mua đồ ăn khương ninh kỳ quái nói trong khoảng thời gian gần đây cố a di đến công ty trường thanh dịch làm đầu bếp điều kiện nhà nàng tốt hơn rất nhiều mỗi ngày buổi tối tiết nguyên đồng sẽ ra đường mua đồ ăn vặt tiết tự học buổi tối mụ mụ gửi tin nhắn cho ta nói hôm nay là đêm bình an công ty các nàng cố ý chuẩn bị điểm tâm mỗi người đều có mụ mụ đem phần của nàng về cho ta ăn đến lúc đó ta chia cho ngươi tiết nguyên đồng nói như vậy a à, khương ninh nói nghĩ đến đây là ý của thiệu song song một đường xuyên qua đập lớn về đến nhà khương ninh dừng xe tiết nguyên đồng túng hắn đi ăn điểm tâm cố a di đang nhóm bếp nhìn thấy khuê nữ và khương ninh tới nàng cười bưng điểm tâm đã được hâm lại lên bàn tan học trễ như vậy đói lả rồi hả sắp chết đói đi không nổi tiết nguyên đồng nhìn cái bàn nhìn thấy trên bàn bày vài mâm điểm tâm đôi mắt lập tức sáng lên mẹ thật nhiều nha. Khương Ninh nhìn nhìn, trên bàn có hạt mè cuốn trứng, cánh gà olean an nướng, cá phi lê, bánh pi táo, bánh kem chocolate, rất phong phú. Cố A Di nói, thiệu tổng chúng ta rất tốt, hôm nay đặt mua rất nhiều điểm tâm, nàng cố ý dặn ta đóng gói đem về. Công việc bây giờ cực kỳ tốt, lương tháng 5 ngàn, song hưu, năm hiểm một kim dựa theo tiêu chuẩn 5 ngàn nộp, còn có các loại phúc lợi. Mỗi ngày chỉ làm một bữa cơm giữa trưa, mua đồ ăn, rửa chén, các việc vặt thì có người khác làm, nàng gần như chỉ phụ trách nấu cơm, còn có có người hỗ trợ. Công nhân công ty tố chất rất cao, nho nhã lễ độ, nàng nấu cơm ăn ngon, bọn họ cũng không bụng xỉn khích lệ. Lúc trước tìm việc, cố A Di được người của bộ nhân sự công ty trường thanh dịch tìm được, nàng có chút hoài nghi cho rằng là công ty lừa đảo, sau đó đối phương hứa hẹn thời gian thử việc tiền lương trả theo ngày nàng mới bỏ đi nghi ngờ. Bây giờ cố a di cảm thấy không có công việc nào tốt hơn bây giờ. Nàng chỉ tốt nghiệp cấp 2, Vũ Châu vốn ít có cơ hội tìm việc, trước kia tìm việc hoặc là vào xưởng dệt bản địa, làm tính theo sản phẩm hoặc là đến siêu thị làm nhân viên sale. Hoặc là làm dọn dẹp khách sạn, tiệm cơm nhỏ, một ngày đứng hơn 10 giờ, rất mệt, mệt đến eo không thẳng nổi. Còn rất tốn sức, một tháng chỉ có 2 ngày nghỉ, thậm chí một ngày, tiền lương cũng chỉ có chừng 3 ngàn, có đôi khi không đủ thưởng chuyên cần còn sẽ bị trừ hai ba trăm. Hơn nữa những chỗ đó lục đục với nhau, nàng làm việc không thoải mái, nhưng mà vì cuộc sống phải đi làm những việc đó. Bây giờ vào công ty thiệu song song, nàng rất quý trọng công việc này, cho nên thường xuyên thay đổi thực đơn, làm đồ ăn ngon cho công nhân công ty. Phương Ninh nhìn về phía cố A Di, phát hiện khí sắc trên mặt nàng khá hơn nhiều, trước khi luôn có cảm giác không khỏe mạnh, nghĩ đến là do thay đổi công tác mới tốt lên vận mệnh cả nhà cố a di bị hắn thay đổi trong phòng ấm áp ánh đèn nhu hòa bếp lò nấu nước ấm có thể lấy dùng bất cứ lúc nào tiết nguyên đồng và khương ninh vây quanh bà nhỏ nàng gấp một miếng điểm tâm để vào trong chén khương ninh sau đó lại gấp một miếng điểm tâm cho mụ mụ mẹ ngươi ăn đi quá nhiều ta ăn không hết ta đang ăn hì 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 tiết nguyên đồng ngươi đừng cười nước miếng chảy tới đũa khương ninh nhắc nhở nàng thừ ta nào có cố a à di nhìn một màn này cười hiền từ vốn dĩ cho rằng sau khi gãy xương trong nhà sẽ trở nên gian nan không nghĩ tới cuộc sống càng ngày càng tốt khi ăn điểm tâm di động khương ninh run một chút hắn bớt thời gian nhìn một cái thiệu song song gửi uy chắc tới khương ninh đêm bình an vui sướng ta dặn cố tỉ đem chút điểm tâm về ngươi có lòng khương ninh đáp sau đó hắn cất di động vũ châu cao ốc tầng lớn hơn một ngàn mét vuông văn phòng thiệu song song tắt màn hình nàng dựa trên ghế bóp mềm mại phượng nhãn mị mị dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn gần đây trường thanh dịch phát triển cực kỳ thuận lợi trong cùng lĩnh vực đánh đối thủ quân lính tan rã tốc độ khuếch trương cực nhanh doanh số bán hàng theo tháng vượt qua hai trăm triệu thần kỳ nhất là hơn một trăm triệu trong đó là đến từ nước ngoài ở nước ngoài trường thanh dịch được khen ngợi cực lớn người nước ngoài điên cuồng tuyên truyền chuẩn bị tháng sau sẽ nên đón tốc độ tăng trưởng cực kỳ lớn. Office Building, bộ phận marketing, thiết kế, chăm sóc khách hàng, sản phẩm, vượt cảnh, hành chính nhân sự tài vụ đã dựng được nòng cốt, kế tiếp là tuyển nhận một đám nhân viên, làm ra official website của trường thanh dịch, tiến hành mở rộng Internet. Tuy rằng Vũ Châu thiếu nhân tài nhưng cách thành phố Nam không xa, hơn nữa công ty tiềm lực lớn, tiền lương đủ, có thể chiêu nạp rất nhiều nhân tài. Hết thảy đâu vào đấy? phía chính phủ Vũ Châu thì phái chuyên gia kiểm tra hiệu quả trường thanh dịch, sau đó vô cùng coi trọng tiềm lực của nó, cho rất nhiều chính sách ưu đãi, đồng thời điều một đám giáo sư và nghiên cứu sinh từ các trường đại học ở Vũ Châu đến giúp bọn họ xây dựng các loại kế hoạch mở rộng. Bây giờ Thiệu Song Song đã có thể ngồi cùng bà nói chuyện với rất nhiều đại nhân vật, nhưng nàng không bị mấy thứ này làm choáng váng đầu óc, nàng vô cùng rõ tất cả là ai cho nàng. Đối với Khương Ninh, nàng vẫn coi trọng như trước, ngày thường cho dù có bận cũng sẽ không xem nhẹ Khương Ninh trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc nàng biết khương ninh có chút không thể tưởng tượng thậm chí hoài nghi trường thanh dịch là khương ninh làm ra nhưng nàng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi bao gồm ngày thường khương ninh dặn nàng mua sắm những tài liệu đó nàng cũng không hỏi yên lặng làm việc mấy ngày hôm trước vũ châu hổ tê sơn xuất hiện thiên địa dị tượng nói thật nàng có liên tưởng tới khương ninh bởi vì khoảng thời gian đó nàng mới vừa giao chìa khóa biệt thự cho khương ninh hơn nữa khương ninh dặn nàng mua rất nhiều tài liệu kỳ kỳ quái quái nhưng sao có thể như vậy được, từ khoảnh khắc tiếp thu trường thanh dịch, vận mệnh của nàng đã cột lại với Khương Ninh, nhất vinh cùng vinh, nhất tổn câu tổn. Thiệu song song trải nghiệm quá nhiều cái khổ của giai cấp dưới chót, giúp sức làm thì gian nan, bây giờ có được địa vị và thân phận như thế này, nàng còn có gì không hài lòng. Cho dù Khương Ninh làm ra chuyện càng cực đoan thì nàng cũng sẽ khuynh tận toàn lực che giấu cho hắn. Theo tập đoàn trường thanh dịch phát triển, tương lai vô cùng có khả năng trở thành xí nghiệp lớn top 500 toàn cầu, mang tới cơ hội làm việc cho vô số người, trở thành người đóng thuế lớn cho địa phương, nàng có thực lực. Nhưng mà, thiên địa dị tượng ở hổ Tê Sơn gây ra phong ba không nhỏ trên mạng, trở thành hót sớt, thiên địa dị tượng gì đó, trên mạng xuất hiện không biết bao nhiêu tin tức như thế này nhưng mà không có ai chứng thực nên cũng nhanh chóng chìm xuống. Hót sớt mỗi ngày đều có, thiên địa dị tượng gì đó, đối với dân mạng thì còn không thú vị bằng đời tư của Minh Tinh. Nhưng thật ra Vũ Châu có phái mấy nhân viên công tác đi hổ Tê Sơn, nhưng mà cái gì cũng không điều tra được. Ban đêm rét lạnh. Tứ trung, khu nhà cho thuê, hai tòa nhà cách nhau không xa. Miêu triết rửa mặt xong, ngồi trước bàn chuẩn bị học tập, chỉ là hắn thỉnh thoảng lấy di động ra chứng minh hắn đang nôn nóng bất an. Bỗng nhiên, di động vang lên, len ken len ken, đây là tiếng báo có người phô của Quy Quy. Miêu triết lấy sách đánh không kịp bưng tay chi thế cầm lấy di động, chỉ thấy trên đó xuất hiện tin nhắn của một nữ chân dung gửi tới, bởi vì hắn cài đặt khóa màn hình thì không hiện nội dung tin nhắn quy quy cho nên chỉ thấy thông báo. Hắn nhanh chóng mở khóa, chỉ thấy tin tức đó ghi, Vân Thư, ta mới vừa tan học. Miêu triết kết tên của mình không dễ nghe, cho nên trên mạng hắn có tên khác, gọi là Miêu Vân Thư. Ừm, um, ta cũng vừa tan học, Vân nghe, ngươi lạnh không? Miêu triết thăm hỏi. Khung tin nhắn và phong chữ của hắn cực kỳ nổi bật, vì có được hiệu quả này, Miêu triết cố ý mua ship quy quy, biểu lộ thân phận của hắn trên mạng. Nữ hài có tên mạng là Vân Nghê, này hắn kết bạn từ một nhóm quy quy, bọn họ nhất kiến như cố, giống như có rất nhiều chuyện nói mãi không hết, mỗi ngày đều nói tới hơn nửa đêm, quả là tri kỷ. Miêu Triết không cam lòng chỉ là một tri kỷ, vì thế khoảng thời gian trước, trong một đêm nói chuyện vui sướng, hắn thổ lộ với Vân Nghê, Vân Nghê ngượng ngùng đồng ý, hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, mở ra một đoạn tình yêu qua mạng. Thế giới quá lạnh, Miêu Triết bị mấy đóa kim hoa trong lớp vây quanh, bị người ta ghét bỏ, nhưng ở trên mạng lại có một nữ hài đáng yêu chờ hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự dịu dàng của thế giới này. Tuy rằng hắn chưa nhìn thấy diện mạo của Vân Nghe nhưng hắn từng nghe giọng của đối phương, đó là một GNNN cực kỳ đẹp, có được giọng nói như vậy, chắc chắn chủ nhân của nó cũng rất xinh đẹp. Rất lạnh, hôm nay là đêm bình an, đêm bình an vui vẻ. Vân Nghê lại gửi một bức ảnh tới, đó là ảnh chụp hộp quà đỏ với mấy quả táo. Miêu Triết hơi ghen, này đó là nam sinh tặng cho ngươi sao, tỉ muội tốt tặng, vân thư, hôm nay ngươi có nhận được táo không? Nàng hỏi. Miêu Triết cũng không có, nhưng trước đó hắn có chụp ảnh hộp quà của bạn học, hắn chụp ba tấm, bên trong tổng cộng có mười mấy hộp quà, Miêu Triết gửi nàng, huynh đệ tốt tặng. Ngươi nhân duyên rất tốt, còn nhận được nhiều quà hơn ta. Vân nghe tán thưởng. Mưu Triết nhận được khích lệ, cảm thấy cả người thoải mái, giống nhau, được hoan nghênh cũng không phải ta muốn, ta thích một mình hơn. Đúng vậy, ta cũng thích một mình, thích một mình tự hỏi. Vân Nghe đáp. Vì thế hai người mở ra đề tài, nói tới gần nửa đêm hai người mới chúc nhau ngủ ngon. Mưu Triết nhìn chầm chầm giao diện chắc, lướt lại lịch sử chắc của bọn họ, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Vân Nghe cười tươi gõ ra những lời này khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, thật tốt a, à, hắn rất muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy dáng vẻ của nàng trong hiện thực. Miêu Triết phát hiện tên nick quy quy của Vân Nghê không có sáng như trước kia, trở nên rất bình thường, hóa ra là hết hạn ship Miêu Triết đâu thể nhẫn tâm để nàng bình thường. Vì thế Miêu Triết tốn 60 đồng nạp 3 tháng ship cho nàng. Sáng mai nàng thức dậy chắc chắn sẽ rất vui, Miêu Triết nghĩ như vậy, hắn nhấn mở trang cá nhân của Vân Nghê, mở comment ra xem, giống như tuần tra lãnh địa, thấy toàn là nữ hài, rất tốt, không có nam sinh khác. Miêu Triết gõ ra một hàng chữ, quá khứ của ngươi ta không kịp tham dự, nhưng tương lai của ngươi có ta luôn bên cạnh. Hắn nhìn dòng chữ vàng ống của mình, nụ cười nơi khóe miệng càng vặn vẹo, hắn là người dùng vip, cách đó không xa, một tòa nhà khác, mã sự thành hai tay nắm di động, biểu cảm phấn chấn. Sắp phá kỷ lục, không uổng công hắn chiến đấu hăng hái suốt đêm, Hắn sắp trở thành đệ nhất Theo mã sự thành điên cùng thao tác Nhân vật trò chơi không ngừng tiến về phía trước Cuối cùng Giao diện tổng kết Nhìn điểm tăng mạnh Mã sự thành vô cùng hưng phấn Bây giờ hắn là top 1 Mã sự thành nhanh chóng chụp hình Mở ra quy quy Gửi cho mấy người quách không nam Đang khải tuyền Phát xong Mã sự thành nhìn mình đứng đầu bảng xếp hạng Có cảm giác rút kiếm ra Nhưng quanh người đã không còn địch thủ hắn đã không có đối thủ. Vô địch tịch mịch cỡ nào, hẳn là mấy người quách không nam, đang khải tuyền đã ngủ rồi, không ai đáp lại hắn, vinh quang của hắn không ai có thể thấy được. Lúc này, trên quy quy xuất hiện một giao diện có người muốn thêm bạn. Còn là một nữ chân dung xinh đẹp. Mã sự thành nhấn đồng ý kết bạn, sau đó vào trang cá nhân của người nọ xem, cực kỳ trống trải, hai bài viết, comment thì không có gì cả. Ta là hân hân. Nữ hài gửi tin nhắn. Soái ca, buổi tối tịch mịch có thể tìm ta chơi nha, ai con đáng yêu. Mã sự thành, chơi cái gì, nữ hài, đáng ghét, đương nhiên là chơi thứ nam sinh các ngươi thích chơi rồi, ai con thẹn thùng. Thích chơi cái gì, mã sự thành nghĩ tới số điểm vô cùng cao của hắn, lập tức đáp, thiên thiên khóc bào. Ngươi chơi Android hay iOS, bao nhiêu điểm, nữ hài, xú điểu ti, ngu ngốc, Mã sự thành vừa định đáp thì đã bị xóa bạn. Đêm đông, trạng sáng. Phòng ngủ yên tĩnh, Khương Ninh mở mắt ra, cảm giác thần thức lại tăng trưởng vài phần, vượt qua cảnh giới luyện khí một mảng lớn. Vẫn phải tăng cảnh giới luyện khí. Khương Ninh mở cửa, lặng lẽ rời khỏi nhà, không kinh động bất luận kẻ nào. Hắn ẩn nấp thân hình, đi đến Hổ Tây Sơn. Đêm hôm khuya khoắt, gió lạnh, trên đường gần như không có bao nhiêu người đi đường thời tiết này, phần lớn mọi người về nhà chui vào ổ chăn ấm áp. Nhưng khi đi qua cổng trường, mấy nam sinh đứng tụ lại, quần áo đơn bạc cả người run run, miệng nói bừa bãi, nói là đánh ai đó, giống như đánh đối phương là ân điển cho bọn họ. Ngẫu nhiên có tiểu lão bản đẩy xe đồ ăn vặt, đón gió đêm rét lạnh đi về nhà. Trên đường thỉnh thoảng có xe vận tải lớn gào thét chạy qua. Cuối cùng, Khương Ninh dừng lại ở biệt thự Hổ Tê Sơn, hắn thúc giục linh lực, không mở ra đại môn, trực tiếp nhảy vào trong biệt thự. Sau đó Khương Ninh mở đèn, chiếu sáng khu vực trong tường viện, Khương Ninh thể hội linh khí nơi đây một phen. Tụ linh đại trận đã mở được mấy ngày, tuy rằng linh khí hổ tê sơn vẫn loãng như cũ nhưng biệt thự này hội tụ linh khí trong phạm vi mấy chục dặm, miễn cưỡng đạt tới trình độ có thể dùng. Hắn cũng không trực tiếp hấp thu linh khí tu hành, trừ phi là linh khí thuần tịnh nồng đậm tới trình độ nhất định, nếu không tốc độ tu luyện không sánh bằng nuốt đan dược. Hôm trước Khương Ninh dẫn linh khí vào, phối hợp một ít linh vật, dùng nó để cải tạo thổ địa. Bây giờ đồng ruộng trong biệt thự miễn cưỡng được xưng là linh điền. Khương Ninh cầm hạt giống dược thảo, dùng linh lực dẫn, trồng xuống đất, sau đó hắn véo một đạo pháp quyết. Dẫn động linh khí và hơi nước trong không trung, hóa thành linh vũ bản đơn giản, rải xuống đất mặt, tẩm bổ hạt giống. Hắn lại đánh ra vài đạo pháp thuật, thôi hóa dược thảo sinh trưởng. Phương Ninh dùng thần thức quan sát hạt giống, đợi cho dược thảo có thể luyện dược, sợ là phải tới sang năm. Phương Ninh cũng không tiếc núi, việc này không gấp được. Dùng linh điền gieo trồng linh thảo, luyện chế tụ khí đan, hiệu quả sẽ không kém tu tiên giới bao nhiêu, tốc độ tu hành của hắn có thể tăng lên nhiều. Hắn lại bố trí linh trận ở chung quanh, phòng ngừa người ngoài hoặc là chim bay giả thú vào làm hỏng dược thảo của hắn. Phương Ninh đi vào đại sảnh, thuận tay xách một bao tài liệu, đi vào tầng hầm ngầm trong biệt thự, tìm được, Linh Mộc Bản, bắt đầu tế luyện phi hành pháp bảo Linh Mộc Chu. Linh Mộc Chu bây giờ chỉ thiếu ba loại tài liệu là có thể tế luyện xong. Lấy kinh nghiệm của Khương Ninh, đánh giá một hồi, nếu Linh Mộc Chu luyện chế thành công, tốc độ phi hành mỗi giây ít nhất 120 m trở lên, vượt qua tốc độ của tàu hỏa. Nếu tu vi hắn đủ cao, tốc độ còn có thể càng nhanh hơn nữa, cho đến lúc này, hắn muốn đi nơi nào thì trực tiếp khống chế linh một chu bay đi là được khương ninh dặn thiệu song song tăng tốc độ thu thập đồng thời bên này hắn tìm kiếm ở trên mạng nhưng hiệu suất cũng không cao không bằng thiệu song song khương ninh dung nhập tài liệu cho một chu sau đó khống chế nó chậm rì rì bay lên trời đi vào khu vực bị cướp đi khí cơ lần trước hắn phát hiện vị trí này bất động lúc trước khương ninh gieo ấn ký chỗ sâu không có vọng khí thuật thì vẫn có thể tìm được nơi này trên cao mấy ngàn mét Khương Ninh đứng ở trên linh một bản, quan sát khu vực này. Khí cơ bị có thể cướp đoạt, pháp tắc cũng có thể bị cướp đoạt. Nếu văn minh đó có thể làm được, như vậy hắn có thể mượn nó để đạt được mảnh vỡ thiên địa pháp tắc hay không? Mảnh vỡ pháp tắc có rất nhiều dịu dụng, tương đương với lối tắc tu hành, tiện dụng hơn 99% đang dược. Nếu có đủ mảnh vỡ pháp tắc, lấy kinh nghiệm tu hành của Khương Ninh ở kiếp trước, hắn có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ trong thời gian ngắn. Chỉ tiếc, không có được tu vi hắn chỉ có luyện khí tầng 4, thậm chí không dám kéo dài thần thức, đi vào tra xét một phen, hắn lo lắng gây ra dị thường. Khương Ninh than khẽ, thao tác linh một bản bay xuống. Chờ đến luyện khí hậu kỳ đi. Luyện khí hậu kỳ, pháp lực và thần thức sẽ nên đón một lần bạo trướng, phối hợp kinh nghiệm nguyên anh kỳ, có thể ngưng kết, thần nguyên toa. Đây là một loại phương pháp dùng thần thức tra xét cực kỳ cao thâm, có thể giấu trời qua biển. Đến lúc đó, dùng, thần nguyên toa, vượt qua lá chắn này để lén lút giám sát xem bên trong khu vực bị che chắn này có gì thần kỳ. Trước khi đi, Khương Ninh lấy đi, không tin ti, mà ngày đó hắn sử dụng vọng khí thuật phát hiện ra, đây là tài liệu dùng để luyện chế những trữ vật. Sau này đang dược, ví tiền, chìa khóa hoặc là một ít tài liệu quan trọng thì có thể cất vào trong những trữ vật. Đương nhiên, di động không được, những trữ vật tự thành một cái tiểu không gian, di động cất vào sẽ không có tín hiệu, bị mất liên lạc tiết nguyên đồng cho dù có gọi đến điện thoại hỏng cũng không thể liên lạc được với hắn nghĩ đến đây khương ninh hiểu ý cười cuộc sống bình tĩnh bây giờ gần như là do hắn tự mình làm ra dần dần xây dựng thành hoàn toàn khác với trước đây từ phương diện này tới xem hắn đã nhập thế có một số thời điểm hắn luôn cảm thấy mình siêu nhiên thế ngoại rõ ràng đang ở trong thế tục nhưng lại giống như là người đứng ngoài cuộc quan sát hắn nghĩ như vậy tại sao mình không nhập thế chật Khương Ninh xác định đáp án, nếu hắn tự hỏi về vấn đề, nhập thế, như vậy thì chắc chắn là hắn đã thành một thành viên trong thế tục. Nếu như thật sự siêu nhiên thế ngoại theo tuyệt đối sẽ không tự hỏi về vấn đề này, giống như là, bất ngu chân quân, trong quá khứ. Buổi sáng, Tiết Nguyên đồng lại ngủ nướng, Khương Ninh gọi mấy lần, nàng dính vào chăn, hoàn toàn không thể tách rời. Khương Ninh bất đắc dĩ buông tay, đành phải tự mình nhóm bếp nấu cơm ăn. Trước khi rời khỏi phòng Tiết Nguyên Đồng, hắn dùng linh lực tùy tay bày ra một trận pháp tăng nhiệt độ mùa đông quá lạnh rời giường lạnh hơn lúc này nếu tăng nhiệt độ trong phòng lên thì khi rời giường sẽ thoải mái hơn rất nhiều cũng sẽ tỉnh táo lại rất nhanh hắn rất quen nhà tiết nguyên đồng gạo và mì dầu muối gia vị đồ làm bếp đồ ăn mấy thứ này đặt ở nơi nào hắn đều biết khương ninh nấu cháo bí đỏ cố a di mua bí đỏ cũng ngon cắt thành khúc nấu chín chung với gạo từng khúc bí đỏ hơi mềm ra hương vị ngọt ngào bay ra. Hắn chiên ba cái màng thầu, xào khoai tây thịt sợi, lại dùng pháp lực nướng hai quả trứng gà. Lúc này, mùi đồ ăn hoàn toàn tràn ngập ra, Khương Ninh còn không có kêu tiết nguyên đồng thì nàng đã tự mình dậy, mặc quần áo lông xù, mang giày bông đi lại đây. Khương Ninh, ngươi làm cơm xong. Tiết nguyên đồng nhìn đồ ăn trên bàn, kinh ngạc. Nếu không, làm không tồi, ngủ một giấc dậy là có thể ăn cơm sáng, đúng là quá tốt. Tiết Nguyên Đồng cực kỳ vừa lòng, duỗi tay nhỏ cầm chiếc đũa, định ăn trước, Khương Ninh gõ trán nàng, đánh răng đi. Ta chỉ ăn một ngụm, nếm thử hương vị. Không được. Tiết Nguyên Đồng ngồi xuống ghế, chơi xấu, ta sắp chết đói. Đánh răng rồi ăn. Không sức, ta đói đi không nổi. Tiết Nguyên Đồng nhắm mắt, giả chết, nhưng trên tay nàng không ngừng cầm chiếc đũa, tinh chuẩn kẹp trúng một miếng thịt sợi. Chiếc đũa tới nửa đường khương ninh ra tay kẹp thịt trên đũa nàng sau đó ăn tiết nguyên đồng gấp hụt nàng mở to mắt chấp hai cái vĩ khuất chạy đi đánh răng sau khi rửa mặt đánh răng nàng lại cười hì hì thò qua trên bàn cơm còn khen khương ninh tay nghề tốt tiết nguyên đồng trịnh trọng suy tư sau đó tỏ vẻ sau này giao trọng trách nấu cơm buổi sáng cho khương ninh nàng nhấn mạnh tuyệt đối không phải bởi vì nàng lười và muốn ngủ nướng làm như vậy chính là vì bồi dưỡng tính tự lập của khương ninh nhưng mà kế hoạch cũng không thuận lợi, Khương Ninh lấy lý do nhiệm vụ lớn nhưng năng lực nhỏ từ chối. Tiết Nguyên Đồng rất thất vọng, lời lẽ nghiêm khắc phê bình Khương Ninh. Khương Ninh cùng Tiết Nguyên Đồng tới cổng trường, từ xe đạp leo núi xuống. Trong trường ngày thường không được lái xe, nếu không giảng viên nhìn thấy sẽ la rầy. Lần trước trong lớp có bạn học lái xe trong trường học, vừa hay bị du hiệu trưởng bắt được, viết bài kiểm điểm 800 chữ. Khương Ninh bước vào cổng trường, nhìn thấy Mã Sự Thành đứng ở cách hắn hơn 20 mét. Lúc này Mã Sự Thành nắm một cây chổi lớn, cây chổi này được làm từ cây trúc, rất lớn, ở phòng học không dùng được, cái chổi lớn dùng để quét tước trong trường. Đây là lớp 8 bỏ tiền mua, bởi vì học sinh năm nhất thời gian tương đối đầy đủ cho nên một ít nhiệm vụ vệ sinh trong trường đa số là do học sinh năm nhất làm, giống như khu vực trước mặt là do lớp 8 trực nhật. Khương Ninh nhìn Mã Sự Thành một cái, nói, hôm nay không phải ca ngươi trực nhật a ai, ta thích trợ giúp bạn học trực nhật, ta là người hảo tâm. Mã sự thành khen mình. Bên cạnh, Dương Thánh trông coi thúc giục, Mã sự thành, ngươi có làm hay không, cọ tới cọ lui cái gì, Mã sự thành nghe bực bội, không phải ta đang làm hay sao, nếu như ngươi còn dám tranh luận, rác ngày hôm qua ta còn giữ lại cho ngươi, nếu ngươi không muốn làm, bây giờ đi ăn cũng được. Dương Thánh Kinh thường nói, ngày hôm qua nàng và Mã sự thành đánh cược, đối phương thua, cho dù như thế nào cũng không muốn ăn rác, vì thế nàng đưa ra quyết định đối phương thay mình trực nhật một tháng mã sự thành chỉ có thể bị bắt đồng ý bên tai mã sự thành vang vọng tiếng dương thánh trào phúng nếu là bình thường hắn tuyệt đối sẽ phản biện nhưng mà bây giờ tối hôm qua hắn từng nói trước mặt tất cả mọi người trong lớp nếu không thể làm được sau này mã ca hắn còn có mặt mũi nào nữa đã đánh cuộc thua thì phải làm được mã sự thành vẻ mặt đau khổ không đáp lời tiếp tục quét tước vệ sinh chúng ta đi hương ninh nói Đi. Tiết Nguyên đồng đuổi kịp hắn. Chỉ có Mã Sự Thành tiếp tục quét đường dưới sự giám sát của Dương Thánh, hắn nhìn Khương Ninh và Tiết Nguyên đồng, ánh mắt vô cùng khát vọng, đó là tự do, Mã Sự Thành huy động cái chổi, tay càng dùng sức, giống như muốn đem tiếp tụ trong lòng phát tiết ra qua cái chổi. Dương Thánh nhìn hắn ra sức làm việc, cực kỳ vừa lòng, tép triêu, còn dám chọc ta, biết kết cục rồi chứ, tiết tự học buổi sáng. Từng tiếng đọc sách lọc vào tai, tiếp nguyên đồng đang học tiếng anh khương ninh vừa ăn một viên đan dược đang vừa xem tác phẩm văn cổ vừa luyện hóa dược lực lúc này thần thức của khương ninh nhận ra điều dị thường ba người hoàng trung phi hồ quân thẩm thanh nga lần lượt đi lên bục giảng hoàng trung phi ra hiệu im lặng sau khi bạn học trong lớp nhìn thấy tiếng đọc sách dần dần yếu bớt cuối cùng yên tĩnh lại hoàng trung phi nói trước tuyên bố một chuyện thứ tư tuần sau là tết dương lịch các lớp 4 trung học không cùng tổ chức Tết Dương Lịch, mà là tổ chức riêng, đến lúc đó lớp chúng ta tự tổ chức tiệc mừng năm mới. Hồ Quân nói tiếp, sau khi ta và tiểu đội trưởng thương lượng, vì tổ chức buổi tiệc mừng Tết Dương Lịch lần này, cả lớp thống nhất mua đạo cụ, như là bong bóng gì đó, còn có hoa quả, đồ ăn vặt, đồ uống. Các bạn học mỗi người nộp 15 tệ phí hoạt động, tìm ta nộp là được, trả nhiều trả ít, nếu có người có đề nghị khác, có thể nói với ta. Hoàng Trung Phi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Vương Long Long ngồi hàng cuối cùng, nhìn Hoàng Trung Phi ra lệnh trên bục giảng, ánh mắt ghen tị. Sự kiện lớn như vậy của lớp mà lại không có vị trí của Vương Long Long ta. Hắn còn không biết tin tức. Đối với Vương Long Long khát vọng có được quyền lực mà nói, điều này thật sự làm cho hắn đau lòng. Giờ phút này, hắn muốn người đứng trên bục giảng chính là Vương Long Long hắn, tha thiết mong ước cỡ nào chứ không phải người chỉ có một bộ da như Hoàng Trung Phi, lớp trưởng lớp 8, nên do người có tài năng đảm nhiệm. Hắn lập lời thề, đêm nay nhất định lại ám chỉ Đan Khánh Vinh, để hắn làm lớp trưởng, 15 tệ tiền học phí của Hồ Quân, lập tức nhấc lên một gợn sóng ở trong lớp, 15 tệ không nhiều, nhưng cũng không ít, gia đình có điều kiện tốt như Đổng Thanh Phong, Bạch Vũ Hạ, Trần Kim thì không quan tâm. Nhưng đặt ở gia đình bình thường, hay là sinh hoạt phí tuần này đã vượt mức, 15 tệ vẫn là một gánh nặng Nhất là đang khải tuyền Sinh hoạt phí tiền Khương Ninh mượn Cắt gao gom góp. Bây giờ phải nộp 15 tệ Vậy phải lấy mạng của hắn Đang khải tuyền sĩ diện Cũng không chủ động ra mặt Lúc này có bạn học khác hỏi Hồ quân trễ nhất khi nào thì nộp phí hoạt động Tiền tuần này của ta còn phải giữ lại Để đi xe về nhà đây Hồ quân suy nghĩ một chút Nói muộn nhất chủ nhật buổi tối tự học bởi vì ta và tiểu đội trường cần mua đồ dùng cho Tết Dương Lịch sớm một chút, nếu như không đủ tiền, sẽ chậm trễ thời gian, đến lúc đó không kịp cho buổi tiệc Tết Dương Lịch, để cho lớp khác chơi cười thì hỏng bét. Các bạn học nghe thấy muộn nhất là chủ nhật nộp thì thở vào nhẹ nhõm, đó là một tuần mới, có sinh hoạt phí. Hồ quân tận tình khuyên bảo nói, thật ra 15 tệ đã rất ít, không thể ít hơn nữa, có lớp nộp mấy chục, nếu ít hơn nữa, đến lúc đó lớp ta sẽ tồi tàn khiến cho lớp khác nhìn thấy lại nói lớp chúng ta bủng xỉn. Hơn nữa đến lúc đó phải mời chủ nhiệm lớp, giáo viên các khoa đến một chuyến. Các ngươi cũng không muốn lớp 8 chúng ta mất mặt chứ, liên quan đến cảm giác vinh dự của lớp vừa nói ra, thanh âm phản đối trong lớp hoàn toàn biến mất. Hồ Quân thấy vậy vô cùng hài lòng, nói, tiệc mừng năm mới, ta chuẩn bị mua bánh ngọt lớn cho lớp. Đổng Thanh Phong hỏi, bánh ngọt lớn không rẻ, chút tiền học phí này của chúng ta có đủ không? Đúng vậy, lớp chúng ta nhiều bạn học như vậy, ngoảnh lại đã cắt xong, còn có bạn học chưa được ăn, ngươi kiềm chế một chút. Hồ Quân nghe những nghi vấn này thì lộ ra một nụ cười hàm hậu, nói, không cần lo lắng, bánh ngọt ta đặt không phải loại bơ động vật quý giá kia, mà là dùng bơ thực vật, lớp trưởng đề cử cho ta một cửa hàng hẻo lánh, giá cả rất thực dụng, 138 một cái, rất lớn, tuyệt đối đủ mỗi bạn học ăn hai miếng, rất nhiều bạn học không hiểu cái gì là bơ thực vật cái gì là bơ động vật nhưng cảm thấy hồ quân rất hiểu vì thế không còn thanh âm nghi ngờ nào nữa sau khi hồ quân nói xong quyết định vấn đề dự toán cho bữa tiệc mừng năm mới lớp 8. kế tiếp ủy viên văn nghệ thẩm thanh nga nàng đứng ở vị trí không có truyền thông che chắn mặc áo bông màu xám sữa phối hợp với quần jean màu xanh sữa hai chân thẳng tắp đứng thẳng một cách xinh đẹp thu hút rất nhiều ánh mắt nam sinh bộ dạng của thẩm thanh nga vốn đã không tệ hơn nữa gần đây nàng học cách ăn mặc bề ngoài càng xinh đẹp hơn vài phần chú ý tới ánh mắt của bạn học trong lớp thẩm thanh nga đứng ở trên bục giảng đáy lòng có một chút hư vinh nàng liếc mắt đảo qua khương ninh đối phương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó giống những bạn học khác trong lòng thẩm thanh nga cười nhạt trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào chào mọi người đêm giao thừa phải biểu diễn tiết mục nếu không mọi người chỉ ăn đồ ăn quá khô khan cho nên Hy vọng mọi người hăng hái đăng ký tiết mục. Lời này vừa nói ra, bạn học trong lớp đầu tiên là im lặng, tuy rằng đã khai giảng gần 4 tháng, nhưng thật ra bạn học trong lớp cũng không tính là quá quen thuộc, nếu như đi lên biểu diễn tiết mục trước mặt mọi người, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Thẩm Thanh Nga đã sớm đoán được một màn này, nhưng nàng đã có chuẩn bị, đang định thả con tép bắt con tôm, đột nhiên một giọng nói vô cùng trung khí vang lên. Ta muốn đăng ký tiết mục lời này vừa nói ra mọi người đều quay đầu lại vậy mà lại là ngô tiểu khải lúc này tất cả bạn học hàng sau nhìn cậu mã sự thành kêu lên ngô tiểu khải ngươi có tài nghệ gì không quách khôn nam nói ngô tiểu khải đừng làm hỏng đó là tiệc mừng năm mới nghiêm túc ngô tiểu khải không trả lời hắn chỉ nhìn thẩm thanh nga lặp lại ta muốn đăng ký tiết mục mã sự thành lại cao giọng nói ngô tiểu khải ngươi đừng nói muốn đăng ký tiết mục gì Thẩm Thanh Nga cũng có chút kỳ quái, nàng vẫn có chút ấn tượng đối với Ngô Tiểu Khải này, hắn không phải người tốt. Được, Ngô Tiểu Khải, ngươi nói tiếp một biểu diễn đi. Ngô Tiểu Khải lấy ra quả bóng rổ từ dưới băng ghế, vô cùng thần khí, thanh âm âm vang hữu lực, ta muốn chơi bóng rổ, ta sẽ chơi bóng rổ cho tất cả mọi người. Các bạn học cười vang cả lớp. Đầu thẩm thanh Nga nhất thời hiện lên vệt đen, mọi người đã sớm xem qua bóng rổ của Ngô Tiểu Khải rồi, còn có thể chơi trò gì nữa. Ngô Tiểu Khải, rất cảm ơn cậu đã đăng ký, nhưng mà... Nàng nói được một nửa, chỉ thấy trên mặt Ngô Tiểu Khải hiện ra thần sắc khinh thường, ta chơi bóng rổ mười mấy năm, nhảy múa đường phố bảy năm, đến lúc đó biểu diễn cho mọi người một quả bóng rổ phối hợp với khiêu vũ đường phố, mọi người sẽ khiếp sợ. Đùa gì vậy, bóng rổ và vũ đạo? Mã sự thành kinh ngạc. Quách Khôn Nam cũng mơ hồ, đó là thứ quỷ quái gì vậy thẩm thanh nga vốn định từ chối nhưng nghe thấy trong bóng rổ có thêm múa đường phố hẳn là sẽ có chút mới mẻ hơn nữa ngô tiểu khải là người đầu tiên báo danh không thể đã kích tính tích cực của bạn học nàng suy nghĩ một chút xác định nói được hiện tại đã có một tiết mục bạn học có tài nghệ tiếp tục đăng ký nhất định phải làm tốt bữa tiệc mừng năm mới bạn học trong lớp thấy ngô tiểu khải có thể đăng ký chơi bóng rổ cộng thêm khiêu vũ còn gọi là tài nghệ sao luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng bởi vậy các bạn học không cảm thấy xấu hổ ngô tiểu khải có thể chọn được bọn họ chắc chắn có thể đi lên chơi một chút có người nói thẩm thanh nga ta có tài nghệ ta cũng có tài nghệ thôi vũ nói ta sẽ khai hỏa chỉ thẩm thanh nga hết chỗ nói phía trên một người chơi bóng rổ còn chưa đủ đây lại là cái đồ chơi gì nữa vậy có người hỏi ồn ào thế thôi vũ đánh ra một tiếng thật vang thẩm thanh nga phục nàng nói cái này có chút không được chủ yếu là ừng khá đơn điệu quách khôn nam đã theo dõi thẩm thanh nga từ lúc khai giảng nhưng hắn tương đối lý trí vẫn không xuống tay lúc này thôi vũ bị từ chối hắn nói ta có tài nghệ ta biết nói hài kịch hài kịch cái này cũng được cuối cùng có cái bình thường trầm thanh nga gật đầu được quách khôn nam trúng cử rồi lần này các bạn học càng hăng hái, nhao nhao nói ra tài nghệ của bọn họ, Vương Long Long nhìn qua lớp học lộn xộn, thầm nghĩ thời điểm chứng minh của mình đã tới, lúc này đây hắn muốn xuất hiện trên lớp, để cho bạn học trong lớp nhớ kỹ hắn, đặt nền tảng tốt để sau này tranh cử lớp trưởng. Vương Long Long dũng cảm nói, ta biết môn ngoan, chính là Michael Jackson, môn ngoan là một tác phẩm kinh điển vĩnh cửu, thẩm thanh Nga lại đồng ý, mã sự thành nhìn thấy huynh đệ tốt lên, hắn đi theo các bạn học xen vào nói ta ta cũng có tài nghệ tiếng nói này vốn lẫn vào trong đám bạn học cũng không rõ ràng lắm nhưng kết quả thẩm thanh nga vừa hay nghe được nàng hỏi mã sự thành ngươi có tài nghệ gì sao nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha